võ thuật có được hay không. Năm 2010 đã giành 7 giải thưởng, cuộc thi ở quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và tham gia đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Hôm nay cũng có mặt tham dự buổi đại lễ của chúng ta và mở đầu cho chương trình biểu diễn văn nghệ thể thao là đội Lân Sư Rồng biểu diễn. Xin kính mời. Thank you.
của họ, tức là mình thanh thang.